của tôi. Này, hãy gặp một gương mặt. Trời ơi, dễ thương quá, nghe cái tiếng em dễ thương quá. Dạ. Đi đâu vậy? Dạ, em qua công ty em quay. Quay gì vậy? Dạ, người ta kêu quay gì quay đó. Chết rồi. Hồi bắt lên, trỏng cái đầu xuống đất quay vòng vòng. Bắt trồng chuối. Bắt trồng chuối. Rồi, bạn có đi không? Dạ không, em đi có mình à. Ủa sao anh em kêu chở? Dạ anh làm mà đâu xin nghỉ được, nghỉ hoài ta đuổi luôn à. Hồi bữa giờ về sao? Dạ mừng lắm, vui lắm. Nhưng mà có nói cho ai biết chưa? Dạ gọi tao biết hết trơn rồi. Trời sao kỳ vậy? Sao ai không biết vậy? Tại vì tao hỏi cái chịu không nổi cái cỡ khai hết trơn. Gì? Lớp sáng hả? Bên ngoài đó, lớp sáng. Ừ hả? Dạ, em mời vô đây. Nhân tài của tụi cũng biết không? Không phải giỡn đâu nha. Bữa giờ anh Ngô Kiến Quy có liên lạc chưa? Dạ em qua bển, em mới bên phòng ăn về nè. À qua rồi hả, cho kiểm tra hả? Dạ là đi hai lần rồi. Kiểm tra nú đồ này nói gì rồi dạ. Sao có... dạ, bây giờ làm cái này trước. Ừ anh làm cái này trước hai tuần nữa đã lên là có lăng rồi đó. Nghe hả, đã nha. Còn cái ở dưới thì nữa cả năm nữa làm mới được. Ờ rồi qua gặp Ngô Kiến Quy phái không? Dạ phái. Có chụp hình không? Có hên quá trời, qua gặp ảnh luôn đó chị. Dạ. Ảnh ơi phòng răng luôn. Ừ. Cái gặp canh kia nữa. Anh Quỳnh Phương phải không? Không, canh kia kìa, canh gì mà nổi tiếng lắm. Kênh YouTube ảnh 7 triệu mấy được. Là anh Quỳnh Phương đó bà nội, trời trời. Không, canh gì mà action game á. Cái nước này em muốn được không chị? À, Red Devil Gamer hả? Em muốn được. Được, được em muốn đi. Ủa rồi đi bằng gì lên? Đi xe đò đi hả? Xe đò. Xe đò lên rồi lên bến xe rồi đi ráp vô. Dạ đúng rồi. Biết đường không? Trên máy đó chị. Mình bấm địa chỉ đi chở mình lại. Hay quá ta. Mà lên có báo anh Khương Dừa hay không? Dạ. Không. Hình như là hôm nay anh Khương Dừa đi quay MV nè. Anh Khương có báo hả? Dạ. Rồi về mẹ vui không? Dạ vui. Về chắc vui chứ. Về chắc mẹ đỡ bệnh nhiều luôn ha. Dạ mẹ. Mẹ nói ta không ngờ ta để được cục vàng. Cái bữa giờ tưởng cục gì? Mẹ tưởng quậy lắm. Bữa giờ tưởng cục gạch hả? Chị Hà là cái người mình rất là nhiều luôn mọi người. Ờ thôi thôi. Người giúp mình nhiều lắm luôn á, làm mình nấu 100 triệu là chị Hà nhiều lắm mọi người. Coi đừng nổ. Chị nhớ không? Nhớ, nhưng mà thôi quên đi. Ủa nó nghe nè. Rồi xong rồi về bán đồ có được không? Dạ chưa có sống mà. Một tuần mới có sống. Ý nhưng mà mấy người xung quanh được. À ý là trên online mà bán kiểu dạ cũng còn bình thường. Kiểu kia là chưa phải không chết mà cái đêm hen, cái đêm mà phát sóng hen là nguyên một đêm đó là khỏi ngủ nè, Facebook nó rần rần nè. Bữa nay mà em rung lắm mà còn tuần nữa mà bữa nay là em phát sóng xong là sáng bữa sau ra đường người ta bu lại, người ta nhéo nè. Em chưa biết em sẽ đối mặt như thế nào nữa. Thì cứ cười thôi, chị nó đi gặp ai cũng cười hì xong. Mà cười lắm, ở sớm người ta biết hết nha. Dạ. Cái em chạy đi giao hàng đó. Cái vừa chạy khỏi nhà thì hai nhà cái bà kêu quắt lại nói chuyện. Xong cái nói chuyện xong cái chạy chút xíu nữa, bà kêu quắt lại nói chuyện. Cái chạy xíu nữa, chạy từ đâu mù hồ vừa mấy tiếng năm giờ chiều không có giao hàng được. Bị người ta quắt lại nói chuyện không? Không đi giao hàng được không? Là nói chuyện không à? Dạ, bây giờ nha, viết cái thư kể lại quá trình thi sao, xong photo ra. Dạ. Hãy gặp ai quắt lại cái dục cho tờ giấy. Ừ. Mình hỏi rằng nói gì nói giờ con gấp quá rồi, giờ đọc thơ giùm con đi. Trời ơi, xong rồi cái lên bán hàng online nó đắt cho mà phải biết ha. Dạ đúng rồi. Nói chết rồi, con nhỏ em nó làm sao rồi? Dạ thì nó cũng vậy á, nó cũng ở nhà buôn bán tiếp vậy đó. Kêu nó đi học nghề đi. Dạ chắc ổn định là cũng phải cho nó đi học nghề. Chứ nó lông bông rồi sau này khổ nó. Chứ cũng đâu khổ mình đâu. Mình cũng lo cho nó tới mức nào thôi. Chứ này cũng sợ nó khổ nó đó chứ đâu khổ mình. Kêu đi học làm tóc đó. Bây giờ nó giống con trai đúng không? Kêu đi học làm tóc nam. Dạ thì nó đòi học hết tóc nam đó. Ừ. Cho nó học hết tóc nam. Thích gì cho học nấy thì nó làm mới tốt được. Dạ. Tội hen. Thích đánh đàn đồ lắm kia mà không có điều kiện để đi học. Với ở quê đánh đàn á, chơi. Thì đó. Phải với mình nhà giàu á. Không, nhưng mà đâu có, kiểu nếu như mà nó mê á, hãy mua cái đàn xong về nó dọc, nó tự nó học rồi nó làm kênh YouTube. Dạ. Rồi không đi diễn được thì làm kênh YouTube
chơi giống như cho cái đó coi như là mình phải làm, mình phải học một cái nghề, nhưng mà cái đó thì mình coi như là một cái hình thức để mình giải trí, mình làm đúng rồi đó, giống như là phải làm răng nè chứ nó khó chịu lắm. Dạ, bữa nay tự nhiên thấy em xấu rồi đó. Sao vậy? Không biết nữa, hồi lúc thấy tự tin lắm mà bữa nay thấy biết ngại rồi đó. Tại vì sắp nổi tiếng rồi đó. Dạ, giờ mình nghĩ tới cảnh vài bữa nữa chịu người biết mình mà mình cười không có cái răng nào. Dạ, chắc kỳ chết đi. Ngại. À, nhưng mà nó hên nha, tự nhiên Ngô Kiến Quy anh mở cái phòng nha ngay cái thời điểm này luôn á. Dạ, đúng không? Chưa khai trương trước. Thì đúng rồi, thì đó. Bởi vậy cho nên nó là gọi là cái duyên rồi. Dạ, với lại cái răng này nè, hư lâu hư ngay lúc mình đi thi luôn. Ừ. Hên chứ ghê luôn. Hên chứ ghê luôn. Nói chung là ai nắng nhiều lắm mấy chị. Ừ. Nhiều thứ lắm luôn. Nói chung là ai mà thi thách thức danh hài mà đạt 100 triệu là đều là gọi là có may mắn rồi đó. Gọi là cái duyên á. Chứ đâu phải là tự nhiên muốn được 100 triệu là được. Điện thoại ai vậy? Thôi nghe đi. Nghe đi, cúp máy, cúp quay. Tao nghe điện thoại đi. Mới nói gì nói lại coi. Lại nói gì? Đủ hơi mắc nha mọi người. Đến liên hệ với mấy cô bé bán xanh. Hàng có cà phê đỏ nữa nha mọi người. Ê, không phải cà phê như vậy đó. Ở trên kia nữa kìa. Đó, đây nè. Cái này là bình giữ nhiệt đó chị. Có si cu la nữa. Đúng rồi, bình giữ nhiệt. Bình giữ nhiệt nè mọi người. Bình này là bình inox. Bình inox nha. Ở về bữa live stream bán đi. Để giữ nhiệt. Và bữa mình sẽ chuyển cái mình bán với mình lên đây mình live stream luôn. Nên ngồi live stream bán hàng cho Colorman đi. Đấy, ở bên đây là các bạn có cà gọi nít, cà phê xanh với ly dưỡng nhiệt. Bây giờ mọi người hãy đi qua đây với mình. Mình sẽ giới thiệu mọi người cái menu. Đây là menu. Dạ, em chào chị. Cho em giới thiệu này chút nha chị. Đây mọi người mình đọc nha. Cà phê phin Colorman là 27.000. Cà phê phin sữa Colorman
là sữa của Colomel Arabica Robusta và sữa đặc là 30.000 mọi người. Cà phê sữa tươi là nó làm từ sữa tươi nha mọi người. Cà phê sữa tươi Colomel là 27.000. Bạn xỉu Colomel là 30.000. Nè cái này nữa nè. Có sinh tố nữa nè. Red Wood Tea nhiệt nước ép trà trái cây. Nè có này nữa nè, sô cô la. Đây là sô cô la. Sô cô la ớt, sô cô la đen, sô cô la trà xanh, sô cô la sữa, sô cô la cacao ni bờ, sô cô la hạt chia, sô cô la nhân muối, sô cô la nhân ớt, nhiều lắm mọi người. Em lạ không, cái sô cô la nhân ớt. Mọi người có nghe thì nó lạ lạ không? Cái sô cô la nó ngọt ớt nó cay làm sao mình ăn chung được á mọi người. Vậy mà ngon. Mình nghĩ là ngon lắm đó mọi người. Đây mình để ý nha mọi người, cái này mình để ý đó, là hình như mấy cái sản phẩm này được làm bằng giấy đó mọi người, chứ không có làm bằng bao ni lông. Là nó tiết kiệm môi trường gì? Bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường nha mọi người. Cái này là mình để ý đó chứ không ai dạy mình đâu nha. Mình thông minh chưa? Đúng không chị? Đúng không chị? Ừ, em thông minh đó. Giờ đi quay, gì kìa. Anh cái gì á, cái tim kia làm gì quá quá. Nè cái đó coi. Ủa pha này hả? Pha này. Mấy chị em mới làm pha này. Tại vì trong cái tiếng Anh vậy quá mình không biết lắm. Hẹn các bạn một năm sau mình quay lại mình đọc xuống qua nghe ro ro luôn. Một tuần sau thôi, mình sẽ chụp hình về mình học hết. Một tuần sau mình quay lại đây mình sẽ review cho mọi người kỹ hơn nha mọi người. Phải đọc tiếng Anh nhanh như gió. Rồi mọi người nhớ đến ủng hộ. Đó mọi người thấy không? Cái chỗ pha chế đẹp lắm nha. Mọi người lại ủng hộ quán chú Colomel nha mọi người.